Harry Won bất ngờ tiết lộ thường xuyên bị trống thành mắng, còn nhận mình kém thông minh. Harry Won còn thừa nhận mình không thông minh như mọi người nghĩ. Mới đây Harry Won cho biết cô bị ông xã trống thành mắng vì không nhớ hết được những gì anh nói. Bệnh của những người giỏi tiếp thu nhanh và nghĩ mọi người xung quanh cũng thế. Do đó nhiều khi anh ấy nói tôi rất nặng, chẳng hạn. Anh chỉ cho em 10 cái, mà sao em nhớ có hai cái? Tôi mới nói, đầu em chỉ tới đó thôi, sao anh bắt em vậy? Lúc đó anh ấy lại nói, bình thường em thông minh lắm mà, nhưng tôi thì thông minh lúc nói chuyện cãi vã thôi, chứ học hành không thể thông minh như anh. Harry Won còn thừa nhận, mình không thông minh như mọi người nghĩ. Nhiều người nghĩ tôi thông minh, nhưng thật ra tôi không thông minh lắm. Thật ra tôi đã kiểm tra rồi và y quy thấp hơn mức trung bình nữa. Tôi bị sốc và không thể chấp nhận được. Đến khi lớn tôi kiểm tra thêm lần nữa và kết quả vẫn như cũ. Lúc này tôi thừa nhận mình không thông minh là ảo tưởng. Tôi mất đến 3 năm để giải thích với chồng rằng tôi không thông minh như anh nghĩ. Từ đó chồng tôi không bận nữa vì anh ấy hiểu khả năng của tôi chỉ đến vậy thôi. Trấn thành Harry là cặp đôi đẹp của Vebix, được khán giả quan tâm từ trên sân khấu cho đến cuộc sống thường nhật. Tới nay cặp đôi đã có 7 năm gắn bó đồng hành bên cạnh nhau. Trấn Thành từng thẳng thắn lên tiếng về chuyện chưa có con, dù kết hôn đã lâu. Vì sao chúng tôi không có con? Tôi biết có nhiều antifa nói rằng, Trấn Thành thế này thế nọ, nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể, mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con, có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh nữa. Nó có thể là sinh linh tốt, và cũng thể là xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Khi mà sinh một đứa bé ra đời, phải thật sự hiểu và là đang làm gì. Tôi nói với vợ rằng, nếu mai mốt hai vợ chồng có nhiều việc làm quá, tới 40-50 tuổi mới muốn có con. Lúc đó, nhiều khi vợ lớn tuổi quá không thể sinh con, thì tôi hoàn toàn hạnh phúc với việc sẽ nhận một đứa con nuôi. Tôi nghĩ rằng có quá nhiều đứa trẻ trên thế giới này chưa được cơ hội để gặp một ông bố bà mẹ tốt. Tôi rất đồng cảm với cách suy nghĩ của hai bạn về việc này, MC Trấn Thành chia sẻ. Trước đó, anh từng thẳng thắn nói về chuyện bị anti-fan mỹ mai, lấy vợ lâu năm nhưng chưa có con. Nam MC bày tỏ không muốn không thể, mà là không muốn có con.